cái người làm vợ làm sao sống cho được cho hài hòa đối với chồng. Dù thì mình đi đến đây mình học Phật, mình quý ông thầy cỡ nào quý, nhưng mà tuyệt đối vì việc hạnh phúc gia đình của mình phải đặt vấn đề cao nhất cho gia đình của mình. Tại vì sao? Vì mình đi học Phật mà gia đình mình mà nó không hạnh phúc là nó không có đặc biệt. Gia đình nó phải hạnh phúc mới được. Mà cái bắt nguồn của hạnh phúc là từ người đàn bà cao độ lắm quý vị. Mình học Phật làm sao mình học ra một con người hài hòa. Thí dụ như lúc trước mình chưa có học Phật đi, ông chồng ông nói tới mình sực 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 ông đúng không? Bây giờ mình học Phật rồi, ông chồng nói mình nhịn được. Mình nhịn nửa năm, một năm, hai năm, ba năm, tức khắc nó có sự chuyển biến liền. Người ta mới nhìn nhận được mình, thì ra rõ ràng con người này học Phật có lợi ích. Hay quá. Mình nói nặng nề, mình nói những lời có khi lỗ mãng mà người ta lại nhịn được mình. Mình công nhận là mình thấy mình sao kỳ cục như vậy. Nên nó có sự chuyển hóa gia đình người ta ăn từ từ. Học Phật như vậy đó mới đem Phật Pháp truyền bá được quý vị. Nên tại sao mà chiếc máy của mình nó truyền bá rộng mà nó lợi ích lớn như vậy. Nhưng Đức chưa đi đến đó mà chiếc máy nó đã đi trước rồi. Bây giờ chiếc máy mình nó rải khắp nơi nơi hết cho quý vị coi, vì sao nó lợi ích lớn như vậy. Vì những cái lời đơn giản này nè. Khuyên người ta niệm Phật thôi, chỉ người ta rất đơn giản bình dị. Nhưng Đức xin thưa quý vị nghe, rất là chú trọng cái việc hạnh phúc của nhân sinh. Vì Phật Pháp mà được như vậy là người ta sẽ tiếp nhận Phật Pháp liền à. Rất là chú trọng cuộc sống nhân sinh được hạnh phúc. Và chính những Đức ở đây cũng tạo một hoàn cảnh nhân sinh cho con người đây sống lắm á. Những Đức chú trọng nụ cười lắm, thật sự luôn á. Chùa của mình một ngày người sống trong đây ai cũng cười nhiều lắm. Còn người mà buồn khổ nhất thì một ngày bèo bèo cũng cười chắc cũng được 10 lần. Khổ nhất rồi đó. Còn những Đức nói cái người mà trong chùa mình bèo bèo một ngày là người trung bình chắc cười cũng được 50 cái. Một, hai, cứ vậy. Nói vậy biết rằng á, nhất là cái buổi sáng ăn cơm xong, có nhiều bữa cười nhiều lắm. Có nhiều bữa nó cười nhiều, thiệt là nhiều vậy đó. Nó lạ thay cả mấy trăm người cùng cười vậy đó quý vị. Khùng quá vậy. Tự nhiên cười hoài làm gì mà ngộ thay. Nó giống như ăn cơm đơn giản mà nó tích tụ được năng lượng gì ngộ lắm kìa. Tự nhiên buổi sáng Đức nói chuyện vài câu là cười à. Đúng là những Đức mà nếu mà đóng vai hài cũng ngon lắm. Không đơn giản, nói sao người ta cười mới lạ chứ. Nó khơ khơ người ta cũng cười nữa. Nó, nhưng mà ngộ nói chút quay là Phật Pháp. Nó quay là Phật Pháp à. À, mà nhờ vui cười gì là từ đâu ra vậy? Niệm Phật à. Niệm Phật lễ Phật tâm thường an lạc. Phải không? Niệm Phật lễ Phật tâm thường an lạc. Những Đức có niệm Phật lễ Phật. Cả ngày như Đức bấm số niệm Phật nè. Rồi sáng như Đức công phu niệm Phật lễ Phật nè. Chiều công phu niệm Phật lễ Phật nè. Rồi cả ngày bấm số niệm Phật nè. Nên những Đức mạnh dạn nói câu là niệm Phật lễ Phật tâm thường an lạc. Đúng không? Chắc chắn luôn. Nè, Đại sư Thiện Đạo ngày chỉ mình một câu chuyên tu nè. Nếu bỏ hạnh chuyên niệm Phật mà tu nhiều hạnh nghiệp xen tạp khác, thờ trăm nghìn người tu khó có được 3-4 người giải thoát. Thiện Đạo Đại sư là Phật A Di Đà quá thân đó, ngày chỉ đó. Nếu mà bỏ cái hạnh chuyên tu niệm Phật á, thì ngàn người tu khó tìm được 3-4 người được giải thoát. Còn nếu duy trì được cái hạnh chuyên tu một câu Phật hiệu này, gây dựng tính nguyện kiên cố, thì vạn người niệm Phật, vạn người giảng sanh. Quý vị nhớ nha, cái người chúng ta mà niệm Phật mà chúng ta còn sân hận, còn sai quấy, còn tham lam, còn ích kỷ, còn nhỏ mọn, mà dẫn niệm Phật và tin Phật rước mình, cái này khó nè. Khó nè. Đó. Nhiều người niệm Phật bỏ cuộc là điều do ngay chỗ nào? Do ngay chỗ chúng ta vẫn còn sai. Chúng ta niệm Phật mà chúng ta sai. Chúng ta sân hận, tuy thầy khuyên vậy mà về chúng ta chửi ông chồng, chửi con. Rồi chúng ta vẫn còn tham lam. Đi đến chùa thì không trang điểm nhiều mà ra ngoài trang điểm như bà bóng. Vẫn còn. Còn như vậy rồi từ từ trong tâm mình thấy rằng tại sao những cái gì thầy chia sẻ, thầy chỉ, thầy hướng dẫn mình đều làm ngược lại, mình làm không được như vậy. Rồi mình vẫn niệm Phật, trời ơi niệm cho có gì thôi. Chứ làm sao dám tin Phật rước. Đây là cái thất bại của người niệm Phật nè. Bây giờ những Đức nói với vị nghe, mình là phàm phu của cõi đời này. Làm gì chúng ta không còn sai? Làm gì không còn sai? Trời ơi, cái nhân là cái nhân sai. Chúng ta ở cõi đời này là cái nhân sai, cái nhân hư. Mà là cái nhân hư mà làm gì không hư? Chúng ta đi đến cái cõi này là chúng ta là từ cái nhân quả
mà gọi là nhân sinh thù nghiệp nè, là cái nhân hư. Phần nhiều đều là hư, đều là sai, sai nhiều hơn là đúng, đúng không? Vậy thì pháp môn tịnh độ này là độ ai? Độ cái người sai, độ cái người hư, độ những con người này mà con người này họ hư, họ sai, mà họ nói rằng tôi là phàm phu, tôi vẫn còn hư, tôi vẫn còn sai. Nhưng bổ nguyện Di Đà quá rộng lớn, tôi tin Phật, tôi niệm Phật, Phật trước, con hư con sai, nên con muốn về thế giới cực lạc để con tu học. Nên con bây giờ còn hư còn sai ở cõi đời, nhưng con muốn niệm Phật, con tin Phật trước. Dám tin chỗ này không? Đó, chỗ này nè là cái tuyệt chiêu của tịnh độ nè, mà nghe rồi hừng hực cái tâm nè. Đó, lúc này mới thấy rằng mình có cơ hội nè. Nếu như quý vị có thể làm được, quý vị còn hư còn sai, còn tham còn chấp, còn nặng nề, còn câu có, còn sân si, còn ích kỷ, còn ngu si, nhưng mà quý vị chỉ cần duy trì có Phật hiệu và niệm tin vào rằng khi cận tử nghiệp con, Phật sẽ rước con, chắc chắn cuối đời Phật được. Đó, chắc chắn là cuối đời Phật được. Nhưng mà không có người dám tin như vậy. Chỉ có cái người mà trì giới, cái người mà thiện lành, cái người niệm Phật, cái người đạt công phu, tự nhiên người ta hoàn toàn, người ta là thâm nhập cảnh giới. Lúc đó người ta rất bình tĩnh, người ta tin rằng Phật rước người ta, và người ta hiểu hết, người ta vẫn biết cái gọi là cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp mà gọi là cứu độ những chúng sanh hư. Còn cái người mà tự nhiên bình bình chung chung, họ không có hiểu sâu về tịnh độ này, là họ đưa lên cái tư tưởng gì? Là phải đoạn ác rồi mới giảng sanh. Bậy. Đoạn ác mà giảng sanh thì phẩm vị cao rồi. Cái người đoạn ác mà giảng sanh thì phẩm vị cao rồi. Còn bây giờ chúng ta nè, là người còn hư còn sai nè, mà chúng ta niệm Phật giảng sanh thì phẩm vị thấp, mà vẫn là giảng sanh. Chỉ cần về cực lạc là không còn thối chuyện, yên tâm. Đó, đặc biệt chưa? Nên pháp môn tịnh độ này là khó nhất là cái gì? Làm sai mà vẫn tin rằng Phật rước tôi. Con tin Phật rước con hư đó, Phật rước con niệm Phật, Phật rước con. Dám tin không? Tin đi, sẽ có kết quả. Rồi niệm từ từ, lâu dài, 5-10 năm sau, cứ niệm đi, niệm đi, niệm đi. Tức khắc trong tất cả cái sai đó, quý vị như là nằm trong tầm tay luôn. Tất cả những việc sai như nó nằm trong tầm tay, bị hết luôn. Vì chuyển sai đúng mà sai, chuyển như thế. Nó không còn một cái gì tình chấp vào đúng và sai luôn. Vì sao? Vì niệm 5-10 năm nó đồng hóa cái tâm mình và câu Phật hiệu. Tức khắc như thế nào, đối với cái đúng cái sai, cái vị nó quay luôn vậy đó. Nó nắm trong tay quay vòng vòng chơi, nó không còn cái gì sợ nữa chứ. Lúc đó rồi quý vị mới thấy câu Phật hiệu đúng là đặc biệt. Lúc đó rồi quý vị mới thấy nó đặc biệt. Còn bình bình người ta không có tu tịnh độ này sâu là người ta sẽ nói cái chuyện đoạn ác. Đoạn ác như vậy thì cũng đúng, nhưng mà đối với phàm phu sẽ không dám tin mình sẽ được Phật tiếp dẫn. Mà đã là không tin Phật tiếp dẫn mình thì bỏ niệm Phật. Thấy chưa? Thì bỏ niệm Phật liền. Đó, nên nhớ nha, Phật pháp là cuộc sống hàng ngày. Nếu như cái người hướng dẫn Phật pháp mà nói cái chuyện xa vời thì chúng ta sẽ khó dối tới lắm. Bất cứ một người nào nói xa vời, quý vị nhớ, nhất định sẽ có trở ngại cho người ta tu. Nhắc lại cho quý vị nghe, ở thế gian là có hương linh chưa siêu thoát, có cô hồn vất vơ vất vưởng, đều có hết. Nhưng tuyệt đối về Phật pháp, chúng ta đừng nên nói những cái chuyện xa vời này. Và chúng ta muốn giúp họ thì chính mình nên tu cho thật là tốt. Chính mình phải an lạc, chính mình phải có tâm giải thoát. Mình có tâm giải thoát thì người ta sẽ hướng đến mình có tâm giải thoát. Mình có cái tín nguyện niệm Phật giảng sanh thì người ta sẽ giúp mình để giảng sanh cực lạc. Chỉ cần quý vị an lạc tâm, quý vị chỉ cần nhớ Ai Di Đà Phật, niệm Ai Di Đà Phật, quý vị đừng bao giờ suy nghĩ đến những cái việc mà ngoài cặp mắt phàm phu mình nhìn thấy. Đừng có suy nghĩ đến cái chuyện đó. Quý vị chỉ cần nhớ Ai Di Phật, nương vào bổ nguyện thôi. Tức khắc chư hương linh gì cũng nương vào quý vị và nương vào bổ nguyện để niệm Phật hết trơn à. Đừng có nói những chuyện xa vời. Nên chùa mình những đức không bao giờ đồng tình cái chuyện mà người đi đến đây niệm Phật mà bị nhập và la lối sùm. Quý vị thấy có không? Không. Vì sao? Vì chúng ta là phàm phu, cái đó chúng ta không thấy. Nhưng có không? Có. 100% là có. Có chư hương linh. Quý vị đang ngồi tu đây, có rất nhiều người ta cũng cùng ngồi tu với mình, nhưng cặp mắt phàm mình không có thấy. Cảnh giới vô hình mình không thấy được. Từ nơi đó thì như thế nào? Chúng ta không có nói tới cái chuyện đó. Nên mình cũng không đồng tình cái chuyện ai nhập vào người ở trong đây mà ở đây. Mình cũng không đồng ý.
mình chỉ đồng ý họ đi đến đây. Cảnh giới quý vị cứ lo niệm Phật cho tốt là được rồi, không nói đến những cái chuyện đó. Nó nên chùa quý vị thấy không có chuyện này xảy ra đúng không? Từ người tu trong chùa cho tới người đi đến đây tu không bao giờ có chuyện này xảy ra. Vì sao? Vì người hướng dẫn không có cái tâm này. Nếu những đứa có cái tâm đó thì nó sẽ chiêu cảm cảnh giới đó lên. Nhìn hình thức thì tưởng đâu ghê gớm, nhưng thật sự thì có khi người ta không chấp nhận mình đâu, vì người ta đâu có thấy, đúng không? Nên Phật pháp là đem giáo dục để chỉ dạy, chứ không có nói cái chuyện xa vời. Chúng ta là nương một bổ nguyện niệm Phật khi thọ mạng đến Phật trước mình. Chứ cái chuyện chúng ta nói cái chuyện mà xa vời, mà cái chuyện mà chúng ta không thấy đến thì thôi chúng ta đừng có nên nói tới. Nên ai mà hướng dẫn mà nói tới hương linh này kia được, quý vị nghe kệ vị, nhưng mà quý vị nên tránh nha, đừng có dính vô. Vì sao? Vì chúng ta dù là phá thai 4, 5 lần, 5, 7 lần gì, quý vị chỉ cần nội tâm quý vị mỗi ngày an lạc và chấp nhận rằng bây giờ con lúc trước con phá thai, con là phàm phu nên con hư hỏng, con phá thai này kia đồ nhiều lần, nhưng bây giờ con gặp Phật pháp, con sẽ cố gắng con niệm Phật, dù con có đau đớn, con có khổ đau cỡ nào, con cũng vui trả món nợ này cho xong, con quyết tâm con niệm Phật, con cầu sanh cực lạc. Bây giờ muốn đòi con sao con cũng chấp nhận, chỉ còn cái thân này là cái thân tứ đại giả tạm này, muốn đòi sao đó đòi đi, con chỉ cần niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi, con chỉ biết vậy thôi chứ con đâu có biết cái gì đến cái chuyện mà bây giờ cầu siêu cho quý vị sao sao. Bây giờ cả bản thân con mà đời này con còn thấy mà niệm Phật mà còn lúc niệm lúc quên, chứ đừng có nói mà nói cầu siêu cầu gì. Bây giờ con chỉ thà con niệm Phật rồi con quyết chí cầu sanh cực lạc. Quý vị muốn đòi con sao thì đòi, kể vị muốn hành hạ sao hành hạ, tôi chỉ cần niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Giữ đúng cái tâm vậy là đặc biệt đó. Giữ đúng cái tâm vậy thôi đặc biệt, đừng có nói xa vờ mệt mỏi. Nó gì coi chùa mình quý vị thấy có đọc cái gì không? Không. Vậy có cầu an cầu siêu được không? Sao không được? Cầu không được sao người đây an? Cái người đây an không lẽ không cầu an hả? Nhân và quả nó có tương đồng, chứ con người đây người ta an lạc là đang cầu an cho người ta chứ gì. Đơn giản thôi. Quý vị về đây an tâm mà nói không cầu an. Ai về đây cũng an tâm mà không cầu an. Rồi chiếc máy nghe pháp nó giải khắp nơi nơi, người ta nghe người ta an tâm mà không cầu an. Cái này là cầu an rồi còn cái gì nữa. Vậy thì cầu an được thì cầu siêu được không? Cầu an được thì cầu siêu được chứ sao không được. Bây giờ thí dụ như cái tâm của người ở đây, người ta lo tu, người ta niệm Phật, người ta có cuộc sống, người ta tu, người ta không bị vướng bận về thiện hay ác, đó là cầu siêu chứ gì. Đó là cầu siêu rồi. Cầu an được, nó an lạc thì cầu siêu được, sao không được. Đó, nên từ nó đó quý vị thấy không? Tuy hình thức nó không có, nhưng thật chắc nó có là có hình thức luôn. Hình thức rõ ràng trước mắt mà còn không thấy. Cứ mỗi ngày cứ nghĩ rằng cái tấm giấy cầu an đó là an. Trời ơi, cái này là cái xác thực của con người luôn nè. Đi đến đây 100 người thì an 100 người, đi 1000 người thì an 1000 người, 10000 người thì an 10000 người, ai cũng cười là an chứ gì. Cười là phải an không? Nó, có những cô mà ngồi an tâm đến cái mức mà ngồi đông gì mà còn ngủ mà không an. Sao ngồi tại chỗ đông gì mà còn ngủ được mà không an. Ở nhà mình ở nhà mình á mà nằm trên giường mà cứ gác tay lên chán hoài khó ngủ đúng không? Khó ngủ vô cùng. Ở đây người ta đông đúc, ta vỗ tay sùm hết trơn vậy mà có những cô ngồi an không? Quá an luôn. Nó an đến cái mức mà chúng ta ngồi ngủ tại chỗ mà không an, đúng không? Đó, nó an tâm quá nó mới ngủ được chứ. Nói quý vị thấy không? Nên có những người nào mà khó ngủ đi đến chùa mình ngủ thả ra. Có cái cô thì cô nói tờ ô công nhận chùa thầy công nhận hay thiệt á. Thầy ô ở nhà mà con mong muốn mà con dành nhiều thời gian con ngủ mà con bệnh mắt ngủ thầy của thầy. Chùa thầy sao ngộ quá. Buổi tối tu xong bắt con lễ Phật thờ con mỏi vô cùng mỏi luôn, bắt con đi vòng ra ngoài kia lễ Phật. Rồi xong tiếp tục con đi về phòng tự nhiên con nằm ịch ngang tự nhiên con ngủ. Con ngủ sáng mai mới có 2 giờ rưỡi con nghe keng 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 keng. Trời con ngồi vậy thầy, con mong muốn con ngủ thêm được một chút. Mà vậy mà con lên con tụng kinh mà con tụng mà con gục lên gục xuống thầy công nhận chùa thầy công nhận dễ ngủ thiệt. Ngộ ghê không? Trong khi bả nhà bả đó ngủ mới được. À, vậy thấy không? Vậy thấy cái phương pháp chùa đặc biệt chưa? Nên cái phương pháp chùa mình ai mà mắt ngủ càng tốt đi đến đây. Mắt ngủ tôi cho một cái phòng. Xong tôi bắt cái máy niệm Phật thiệt to, tôi đóng cửa, tôi phá cửa ngoài lại. Rồi là tôi nhốt cả ngày lẫn đêm đó, tôi đem cơm cho ăn rồi là niệm Phật đi giùm tôi. Nó xong ớp câu Phật hiệu luôn, thử coi bị ngủ không. Trời ơi, càng không ngủ được thì càng tốt cho cái người niệm Phật. Nó nên ai mà mắc ngủ nghe cơ hội niệm Phật đó niệm đi.
Nó, chứ đừng có mắc ngủ mà cái kiểu mà nằm mà chằn chọc mà khó chịu, nhắm mắt để cố ngủ, nó làm cho mình thần kinh căng thẳng lắm. Đã là ngủ không được thì chúng ta mở mắt tự nhiên ra, tự nhiên nhất luôn, để mà niệm Phật thôi. Khi mở mắt tự nhiên rồi, lúc đó mắt nó mỏi rồi tự nó sẽ ngủ. Còn lúc ngủ không được mà cố nhắm, đó là động với thần kinh của mình, ảnh hưởng thần kinh lớn lắm. Tại vì ngủ không được mà cố công, cố ngủ rồi bứt rứt, rồi lăn tới lộn lui, rồi chở gói, này nó làm cho mình bị ảnh hưởng thần kinh đó. Còn nếu ngủ không được thì trạng thái tự nhiên, mở cái mắt tự nhiên gì bình thường luôn. Đã không ngủ được thì mở cái mắt tự nhiên. Khi mở cái mắt tự nhiên một chút rồi, tức khắc nó mỏi. Nó mỏi rồi nó ngủ à. Thấy không? Đó là cái tự nhiên nhất luôn đó quý vị. Chứ đừng có nên cố công. Đúng ra thức một đêm không phải là tổn về cái sức khỏe đâu, mà là do thức một đêm của mình á, là mình tức tối là mình không ngủ được. Chứ nếu mà thức một đêm mà mình chấp nhận cái thức một đêm thì nó không có tác hại gì chứ. Những đức thường là bằng đêm ít ngủ nha, đức biết mà. Thường bằng đêm nhiều khi những đức ngủ 2 tiếng, hoặc 1 tiếng rưỡi, hoặc có khi những đức ngủ có 1 tiếng không chừng. Nhưng mà sáng mai những đức tỉnh veo, có bị gì đâu. Người những đức lúc nào cũng tỉnh nha. Lúc nào cũng tỉnh veo mà ít bao giờ những đức mà thấy cực khờ như người khác lắm. Có bao giờ gì thấy những đức cực khờ không? Ít lắm đúng không? Nó có cái cô kia, cô nói thầy ơi, có bữa mà thầy giảng pháp con tưởng đâu thầy buồn ngủ. Tại vì sao thì biết không? Cái lớp đệ tử quy bóng đèn á, nó gọi ngay trước mắt những đức mà gần quá. Thêm á, khi nói chuyện một mình nó không có điểm nhìn. Nói chuyện mình nó nhìn gì nè, nó nhìn gì hoài. Còn nói chuyện với con người ấy, thì bị nhìn được con người đó không? Nó có tần số con người mình nhìn nhau vậy nè, cặp mắt nó không có mơ quyền mờ. Còn khi mà một mình á, khó lắm quý vị, không có đơn giản. Một mình á, mà buổi trưa thì những đức thường là ngủ giấc rồi thức dậy đi giảng pháp á, nhất là buổi trưa quý vị để ý coi những đức á, cặp mắt những đức nhìn cái máy quay phim gì chút, cái đầu nhìn chút cái đèn ở trên nó gọi xuống làm cho mắt những đức nó bị chói á, xong nó sụp mi á, làm nè, nó nói gì hoài, tại có ai đâu mà nhìn, không có ai để cho mình nhìn, nhưng nên mình cứ gì thôi, nó mà ngước lên gì cái là sụp mi luôn à. Cái câu kia cô nghe cô nói thầy ngủ gục. Nó trời ơi ngủ gục sao vậy, quá trời. Tại vì nó có một mình một. Bây giờ có một mình mà ngồi nói chuyện, quý vị nghĩ đi, nếu mà người ta mà không hiểu á, người ta tưởng đâu những đức bị điên không đó quý vị. Ngồi có một mình, nó có khi mà thứ bảy mà sắp nguyên một hàng ghế không có ai nói chuyện, người ta mà không biết, người ta nhìn vô người ta nói ông thầy nói chuyện với Hương Linh. Tại vì ghế không à, ghế hàng. Mà có mình như đứa ngồi nhìn ngay cái máy quay phim gì nói chuyện gì hoài vậy nè, cứ nói hoài vậy thôi đó. Còn giờ có con người là những đứa có điểm nhìn, hiểu không? Nhìn nè, nó nhìn nè, nên cặp mắt của mình nó có thể lưu động được, quý vị hiểu không? Còn không có ai nhìn, nhìn ngay cái máy hoài rồi đèn ở trên nó gọi xuống mắt nó ít chết nữa, nó cứ gì gần chút bắt đầu nó sụp mi. Nó nên từ nơi đó cô cứ nói thầy giảng thấy tội nghiệp ghê lắm. Giảng gì đâu mà thấy mệt mỏi, ngủ gục. Trời ơi. Nên từ nơi đó quý vị biết á, nó không đơn giản, mà phải rèn luyện, phải tập nó đi. Nó tập nó sau này nó không trở ngại. Thấy không? Ví dụ như tập nó không trở ngại, dù mình không có đại chúng này quý vị vẫn nghe những đứa nói chuyện được. Tại những đứa tập quen rồi, có mình là quen rồi. Bây giờ mạng truyền thông nó rộng, ở đâu cũng có thể ngồi nghe những đứa nói chuyện được, đúng không? Bây giờ cái trang của mình nó nhiều người biết, từ trang Facebook cho đến cái trang của mình là người nhiều người biết lắm. Bây giờ người ta giới thiệu rộng á, rộng khắp nơi, những đứa ở nơi mà nó bay tùm lum chỗ, phân thân được ấy. biến vậy, đúng không? Nó nên có một bữa những đứa nói chuyện là trong cái thời đại này mà chúng ta biết dùng cái thần thông của mạng để mà biến hóa là cũng đặc biệt lắm quý vị. Nó trên mạng thì nó có nhiều thứ nhưng mà ai biết chọn thì cũng hay lắm á. Nhưng nếu quý vị là người chuyên niệm Phật, nó thấy cái gì trên mạng nó cũng là Phật pháp chứ, nó đều là nhắc cái gì vô thường hết trơn, nó không có trở ngại gì đâu. Nhưng nếu quý vị mà chưa đi sâu vào tịnh độ này được thì nó có trở ngại đó nghe, trở ngại đó. Còn nếu đi sâu vào tịnh độ này, lấy tịnh độ làm gốc cho chắc á, thì quý vị coi cái gì trên mạng nó cũng không trở ngại chứ, đều là Phật pháp hết luôn, hoàn toàn là Phật pháp. Nó thí dụ như mình gặp nước nào chiến tranh này kia, mình nhìn là thấy vô thường không à, tự nhiên lúc đó mình coi cái mình thấy nó nhẹ lại.
Như bữa đó mà những đứa coi mà ở bên Ấn Độ mà trước thời gian dịch bệnh mà nó tổ chức cái lễ gì mà nó chặt đầu bò đầu trâu á, thảm thương chưa, quá thảm. Rồi thêm cái nữa, công đoạn mà ở Việt Nam mình mà ở miền ngoài quý vị, mà đâm trâu á, thật sự mà nói những cái lễ này đừng nên tổ chức, tốt đừng nên tổ chức, khổ quá, tội nghiệp quá. Mình đang muốn sống, con vật nó đang muốn sống. Quý vị ơi, bây giờ con người chúng ta gì mà tự nhiên kêu mình đưa cổ ra để cho chặt đầu mình, quý vị nghĩ sao quý vị? Trời, cái cảm giác này quý vị nghĩ như thế nào quý vị? Ồ, nó lùa cả 1000 con trâu vào một cái bãi đất, rồi mỗi tên một cầm một con dao thiệt là to, mà nó đứng ở trên, nó đứng nó dưa con dao lên mà nó bửa xuống chặt đứt đầu trâu, mà xác con trâu nằm lển nghển theo cái mặt đường đất hết trơn, quý vị nghĩ cỡ nào quý vị? Còn nước mình thì không có giết nhiều đến mức vậy, mà một con trâu buộc vào một cái trụ quý vị, rồi bắt đầu là nó chạy vòng vòng vậy, mà người ta làm cầm cái giáo quý vị, người ta đâm. Quý vị thấy cái cảnh tình này sao quý vị? Cái cảnh tình này chúng ta nếu là con người có cái sự trắc ẩn gì bên trong, quý vị chịu nói không? Bây giờ những đứa không nói quý vị là người tu gì chứ ha, một con người không tu mà bây giờ mình có cái sự trắc ẩn gì trong tâm mình chịu nói quý vị? Chịu nói không? Làm sao được cái chuyện này? Nếu làm như vậy thì quý vị thấy là cái sự khổ đau của người ta, mình đến với người ta rồi mình sẽ chịu sự khổ đau là đúng rồi, đúng không? Bây giờ mình là người tu hành biết ăn chay rồi mình mới thấy cái sự tâm từ bi mình nó phát lên. Bây giờ những người ngồi ở đây hay những người khắp nơi nghe những công đoạn này, quý vị nhớ nè. Nếu như quý vị nghe Phật pháp mà quý vị mà ăn chay trường được, quý vị là người đặc sắc lắm đó. Đặc sắc lắm đó quý vị. Tại vì mình suy nghĩ gì mình, cái tay mình mà khi mình cắt cái gì mà con dao nó chỉ cần cắt phạm vào thịt mình chút thôi là mình thấy đau. Vậy mà một con cá nó đang sống gì mình bỏ một cái chảo dầu nó nóng gần 100 độ, mình bỏ vào mình chiên xèo lên. Quý vị nghĩ bây giờ nếu đặt mình, người ta để một cái chảo dầu thiệt bự mà người ta bắt mình, người ta liền vào cái chảo đó, quý vị cảm giác làm sao quý vị? Cảm giác sao sẽ biết liền gì? Rồi quý vị coi con gà nó đang sống gì, chúng ta đè nó xuống chúng ta cắt cổ. Như bản thân mình mà ai dùng sức mạnh hơn mình mà đè mình xuống mà cái dao mà cắt cổ, mình nghĩ sao quý vị? Suy nghĩ như sao? Nên cái người nghe đạo của mình mà ăn chay trường được là quý lắm quý vị, là quý lắm. Con cái còn nhỏ mà ăn chay được, đừng có nói thiếu chất dinh dưỡng. Đây là cái thiện tâm, đây là cái tích tụ năng lượng mạnh nhất. Ăn chay trường được là quý lắm. Những đức nó bảo đảm 100%. 100% là cái kiếp nạn nhân sinh này là do sát sanh mà ra. Chắc chắn sát sanh mà ra. Bây giờ thí nghiệm thử coi, nếu toàn thế giới mà kết hợp lại mà thử, mà trong vòng mà gọi là nửa năm chờ mà cấm đoán tất cả những sự việc sát sanh tàn bạo này kia đồ, quý vị tin, những đức tin 100% là kiếp nạn dịch bệnh này quá giải liền đây. Quá giải liền đó quý vị, chắc chắn quý vị biết luôn. Quá giải. Quý vị để ý những người ăn chay niệm Phật đó nghe, vì tổng kết những người ăn chay niệm Phật đi, vì cái khả năng miễn dịch của họ cao, khả năng miễn dịch rất là cao. Rõ ràng là con người có tâm từ bi, cái sức miễn dịch của họ rất là cao. Quý vị biết rằng một cái tâm từ bi, cái tâm thiện ấy quý vị, bệnh hoạn tự nhiên nó hết. Nên người xưa mới nói câu, cái người tâm địa ác á bị bệnh khó trị, cái người mà tâm địa thiện bị bệnh dễ trị. Cái tâm địa thiện này nó tự hóa giải chất độc luôn đó. Nên mình biết tu rồi, mình thấy cái thời cuộc này thôi, tập ăn chay trường đi quý vị. Ăn chay trường đi, quyết tâm phát tâm ăn chay trường đi, mạnh dạn phát tâm. Những đức ngày xưa mà biết Phật pháp một cái là ăn chay trường luôn, tới bây giờ là gần 13 năm rồi đó. Trước thời gian đó những đức ăn chay trường gần 1 năm rồi mới đi tu, là tới bây giờ là đánh một phát luôn, tới bây giờ gần 13 năm ăn chay trường. Bây giờ từ khi những đức đi tu tới bây giờ là những đức ăn chay trường, những đức lên ký được khoảng 20 kg, 20 kg thịt. Bây giờ những đức 70 kg rồi đó, khỏe re, tỉnh táo, sáng suốt. Lúc xưa còn ăn mặn uống rượu ngu. Quý vị cho hình quý vị coi rõ ràng đúng không? Cái mặt lúc mà còn ngoài đời quý vị thấy chưa, còn già hơn bây giờ 40 tuổi. Cái lúc đó bao nhiêu tuổi? Cái lúc mà chụp hình đó bao nhiêu tuổi?
Cái lúc chụp hình đó là 28 tuổi, 27, 28 gì đó. Vậy mà già hơn bây giờ 40. Rõ ràng chưa? Ăn chay tâm thiện, người trẻ lâu chậm già. Nên các cô mà ăn chay niệm Phật mà tâm thiện ít sân hận đó nghe, khỏi cần trang điểm nó cũng đẹp, 100% đẹp mà còn sạch. Ăn chay niệm Phật giữ tâm thiện nghe, đẹp mà sạch. Con người mà khi ăn chay niệm Phật rồi nghe quý vị, cái tố chất mồ hôi quý vị từ từ sẽ thay đổi. Thay đổi. Trời ơi, những đức ngày xưa, những đức biết cơ thể mình chưa? Nó hôi nách muốn chết luôn. Nó hôi không tưởng tượng được. Mỗi lần mà đi chơi là sức bán mùi. Vậy đó mà những đức ăn chay niệm Phật khỏi cần sức. Nó. Trời ơi, quý vị biết rằng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết, ngày cũng nói nè, Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng là ngài có một cái bệnh là hôi miệng. Hòa Thượng Không ngày nói lúc còn trẻ ngài bị hôi miệng, nói chuyện gần người ta là người ta chịu không nổi cái mùi hôi, không tưởng tượng được. Mà ngộ lắm nha quý vị, cái mùi hôi miệng á là nó không phải là răng hay là gì đâu, mà mùi hôi này nó từ ở trong ruột, ở trong cái nghiệp chướng gì đó nó bay ra. Trời ơi, những đức biết một cái người huynh đệ mà thăng cái những đức ngày xưa đi tu kìa, mỗi lần mà ngồi chung xe với ổng mà đi đâu á, những đức nói thật sự mà nói, những đức cố gắng mà chịu đựng cái mùi hôi không tưởng tượng được. Mà nó hôi này không phải là chuột chết, không phải là gà chết, không phải là thịt của người chết sình, không phải, mà cái mùi thúi nó kỳ cục lắm. Trời ơi, ngồi ghế một bên mà những đức cố gắng, mỗi lần nói chuyện là những đức cứ là, có nghĩa là nín thở, không thở được. Rồi xong lâu lâu những đứa quay qua một bên, rồi quay lại tiếp tục. Cứ như vậy đó quý vị. Mà ổng niệm Phật mười mấy năm còn hết đó. Niệm Phật hết. Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói là chính ngài cũng bị cái bệnh này. Đây là túc nghiệp đó. Túc nghiệp của mình nên cái khi nói chuyện cái hơi nó thúi dữ lắm, cực kỳ thúi luôn. Vậy đó mà ăn chay niệm Phật nói chuyện luôn đó quý vị. Đó, đây là chính rõ ràng những đức thấy nè, những đức là người hôi hám kinh hồn luôn. Hồi xưa mà gọi là bạn bè mà đi chơi chúng nói sao mày thúi quá, cực kỳ thúi luôn. Bởi vì trời ơi, nói luôn, ngày xưa ngoài đời mà đi làm nhiêu là nào là con trai chứ nước hoa dầu thơm đồ này kia đồ xà bông này xà bông kia, những đức mua nhiều lắm. Vì sao? Vì đi chơi á, sức đồ vô cho nó bán mùi đỡ một chút. Bây giờ từ khi đi tu tới giờ khỏe ghê luôn, khỏi dầu thơm luôn, tắm cùng xà bông rửa tay trong nhà vệ sinh á. Mười mấy năm nay tắm xà bông rửa tay trong nhà vệ sinh, thấy không? Vậy mà người nó trắng ra. Những đức hỏi có những cô trong chùa mình á, ngồi gần những đức á, ăn uống đồ mà cái ngày chủ nhật mà ngồi họp nói chuyện đồ ngồi gần á, những đức hỏi thật với mấy cô là mấy cô ngồi gần những đức, mấy cô nghe mùi thúi không mấy cô? Mấy cô nói dạ con nói thật là không nghe mùi thúi nữa. Những đức nói trời trời, ngày xưa mà những đức mà nếu không sức cái này kia là ngồi gần chịu không nổi đâu, thúi dữ lắm, biết sao á, thúi kinh khủng luôn mà hôi nách. Trời, nói mấy câu này khó nói lắm mấy cô, mắc cỡ lắm chứ không dữ đâu. Anh ta ngoài đời ta mắc cỡ lắm á, nói chuyện hôi nách mắc cỡ lắm, phải không? Những đức thì không có mắc cỡ, tại mình đem ra mình làm gương luôn phước cho rồi đi. Nên tất cả những người ở đây mà lỡ có hôi quý vị cũng đừng có trách, thấy không? Nên từ nơi đó anh tu đi, nó chuyển luôn, nó chuyển cái tố chất bên trong, nó chuyển từ từ. Nó chuyển đó là chuyển túc nghiệp. Khi Hòa Thượng Tịnh Không mà ngài nói chuyện mà cái miệng ngài không còn hôi thúi nữa đó, thì lúc đó đó ngài là có một vị gọi là Phật sống gì đó, là cái vị đó nói câu với Hòa Thượng Không, ông chuyển nghiệp. Giảng pháp 10 năm nay, mười mấy năm nay ông chuyển nghiệp rồi. Ông là đúng ra là chết yểu, nhưng giảng pháp niệm Phật, hướng dẫn người ta tu, ông sống rất thọ. Và ông bây giờ chuyển nghiệp rồi. Thì Hòa Thượng Tịnh Không hỏi làm sao biết. Vị đó nói rằng lúc trước chúng tôi ưa nói phía sau ông. Hòa Thượng Tịnh Không sau nói chuyện cái mùi hôi thối khó chịu quá, nhưng bây giờ ông đã hết rồi, có nghĩa là nghiệp chướng ông tiêu trừ. Rõ ràng là ăn chay niệm Phật nó thay đổi tố chất quý vị ơi. Thay đổi từ từ. Những đức nói với vị nghe, nếu tất cả những người nữ mà nghe những đức nói chuyện, nếu quý vị mà giảm trang điểm toàn bộ rồi quý vị sẽ sống trở lại bình thường tự nhiên hết. Bận đồ đừng có bận đồ mỏng manh, đừng có bận đồ mỏng manh áo dây, bận đồ kín đáo đàng hoàng, quý vị trở lại trạng thái chừng 2 năm sau, tức khắc quý vị sẽ thấy quý vị trẻ.
chồng cực kỳ thương quý vị luôn, trẻ cực kỳ luôn. Vì sao? Lạ lắm, cái người ta không có nhìn nhận được cái chỗ này đâu quý vị ơi. Một người phụ nữ mà mặc đồ kín đáo quý vị sẽ trở thành một con người rất đẹp. Còn một người phụ nữ mà xấu là mặc đồ mỏng manh, bằng áo dây là xấu. Có nghĩa là cái gì mà quý vị mà khoe thì nó sẽ không còn đẹp, mà cái gì quý vị mà che thì nó mới đẹp. Cơ thể con người phụ nữ mà che kỹ thì đẹp, mà khoe ra thấy hết rồi còn gì đâu đẹp. Thấy hết trơn mà đẹp cái gì. Mà bản đồ mỏng manh nó có một cái tội là khiêu gợi lòng người. Nó có cái tội là làm cho người ta phát dục, tội rất là nặng. Mà cái tội này bị nhiều loài quỷ nó theo mình, là quỷ. Là quỷ gì? Quỷ dâm dục đi theo không. Nên một người phụ nữ mà khi mà người ta bản đồ mỏng manh, thí dụ như những cái người hoa hậu đồ đẹp đi, là đời trước người ta có cái tu cái hạnh quan hỷ nên người ta đẹp. Nhưng mà đời này vì người ta dùng cái sắc đẹp đó người ta kiếm tiền, sau này khi mà người ta chưa già, nhưng mà khi người ta xuống sắc đó quý vị, thường là những người đó ung thư không à. Mà toàn là họ ung thư những cái chỗ kín không à, ung thư những cái chỗ độc địa không à. Tại vì sao? Vì họ dùng những cái điểm khiêu gợi nhất để đem ra đi kiếm tiền. Thì cuối cùng nó hư là hư đâu? Hư ngay những điểm nào mà quý vị dùng nó để kiếm tiền, nó sẽ hư ngay chỗ đó. Nói quý vị biết vì sao con người ta bây giờ ung thư ngực nhiều? Vì sao? Vì chính người ta nghĩ rằng những điểm đó để khiêu gợi lòng người. Nên những điểm đó là những điểm tạo nghiệp cực kỳ nặng. Cuối cùng bệnh chúng ta là bệnh gì? Ung thư ngực. Nhớ, hiểu được nguyên lý này rồi quý vị sẽ trở thành một con người rất đàng hoàng lại. Từ tóc tai rồi trở lại tự nhiên luôn. Tự nhiên là hết hoàn toàn mà gọn ghẽ. Tự nhiên mà gọn ghẽ. Nhớ câu nghe. Tự nhiên mà gọn ghẽ, chứ không phải tự nhiên mà bày hầy, nghe chưa? Tự nhiên mà gọn ghẽ. Mình là người tu, nó biết chỗ nào nên diện một chút, chỗ nào nên tự nhiên, chỗ nào sao sao nên biết hết hoàn toàn. Thì tức khắc quý vị sống đặc biệt lắm. Trời ơi, chồng nó thương lắm. Tại vì sao? Vì sạch sẽ. Sạch sẽ. Nên từ nơi đó mà những điều những đức chia sẻ đây á, quý vị nhớ nè, tập ăn chay đi. Chưa ăn chay trường được nên phát tâm ăn chay trường đi. Bây giờ chúng ta ăn chay trường để cầu nguyện cho thế giới này kiếp nạn quá giải nè. Chúng ta niệm Phật để cầu nguyện cho thế giới này quá giải nè. Rồi chúng ta không có sân hận trong gia đình vợ chồng sống hạnh phúc để cầu nguyện cho thế giới này quá giải nè. Rồi chúng ta làm con, chúng ta hiếu với cha mẹ mình, chúng ta nguyện cầu cho thế giới này quá giải nè. Đó. Cái tâm niệm niệm của chúng ta là cầu cho thế giới này quá giải, chứ không phải là một gia đình mình nữa. Mà chúng ta cầu cho thế giới này quá giải kiếp nạn nè. Thì nhìn Ấn Độ chết không thấy thảm thương không? Tội nghiệp người ta quá. Không, người Việt Nam mình hay quý vị. Tuy nước Việt Nam mình không có giàu, nhưng mà đất nước Ấn Độ người ta vậy, Việt Nam mình ra tay hỗ trợ người ta hết lòng. Trên mạng người ta ghi những lời mà người Ấn Độ người ta ghi ra cảm ơn người Việt Nam. Nó nghĩa là đất nước Việt Nam là đất nước bạn, một đất nước bạn rất trung thật. Mà nhà nước nói người Việt Nam mình không thể nào đi đến cái mức mà dịch bệnh nhiều được đâu quý vị. Quý vị biết gì sao? Quý vị hãy kiểm tra lịch sử của nước Việt Nam mình đi. Nước Việt Nam mình không có đi xâm phạm nước người ta. Vì nhỏ xíu mà xâm phạm ai? Không, nó rõ ra là nước Việt Nam mình không có xạo, không muốn chiếm lãnh thổ của người khác. Đi coi lịch sử đi. Đất nước mình đều là phòng thủ mà. Người ta muốn là tranh giành nước mình thì mình phải như thế nào giữ đất nước mình thôi, đúng không? Chứ đất nước mình không có xâm phạm đất nước người ta. Mà một đất nước như vậy thì không thể nào đi đến cái mức mà quá cùng cực của khổ đau. Vì sao? Vì con người dân không có ác, lãnh đạo không có ác. Quý vị coi, có những đất nước mạnh nó cứ đè áp, nó ăn hiếp người ta không à. Vậy nó mới có hiếp nạn đến, chứ còn đất nước mình đâu ăn hiếp ai đâu. Đất nước Việt Nam mình coi lịch sử không thấy ăn hiếp người ta nghe. Đều là bị người ta ban đến là đánh mình không à. Đánh thì mình thủ. Vậy thôi. Nó chỉ có vậy thôi, chứ đất nước mình không có cái kiểu mà đi xâm lấn người ta, hiểu không? Nhưng nếu mà mình mà nghe đạo rồi, nghe quý vị, cái người mà lãnh đạo mà người ta nghe đạo rồi, mỗi một đất nước nên sống cho thật tốt đi. Tạo ra làm chi một cái sự chiến tranh hơn thua làm chi quý vị. Thật sự mà nói, giống như mỗi một nhà mình sống cho thật tốt gia đình mình đi. Gia đình mình tốt, gia đình nọ tốt, gia đình nọ tốt, thì gia đình ai cũng tốt, thì cái đất nước này nó thái bình thịnh trị. Và thêm một cái nữa, dân giàu nước mạnh chứ làm sao, đúng không? Bây giờ gia đình mình lo chưa xong mà mình chạy lăng ba làm chi. Ví dụ như hàng Phật tử bây giờ mỗi tuần chủ nhật đi đến đây để nghe Phật pháp, là để đem về áp dụng trong gia đình.
Chứ không phải kêu quý vị mà xách giỏ đi vòng vòng, đi khơ 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 đi hoài. Nó nên những đức thường nói câu mạnh dạn cho quý vị nghe. Nghe Phật pháp để áp dụng chính mình, chứ không phải chúng ta cứ lo cái bên ngoài không mà không chịu lo tu, hiểu không? Đừng có lo cái bên ngoài không mà không lo tu, nghe không? Nó nên những đức khuyên quý vị là đừng có đi tối ngày mà bỏ nhà bỏ cửa. Đi đến đây là tu cho nó nghiêm túc một ngày. Từ khi quý vị biết những đức tới bây giờ, có bao giờ những đức dẫn quý vị đi chơi đâu? Không. Như hiện tại đất nước mình mà có nhiều chỗ như đức có biết đâu. Như miền ngoài là chịu thua luôn á. Không biết cái gì mà miền ngoài luôn. Nó còn cái gì, chứ đừng có nói mà nước ngoài, miền ngoài là dùng mà miền ngoài Hà Nội rồi. Không biết một chút xíu gì luôn. Nó nghĩa là có nhiều người người ta đi tu người ta biết lắm, nhưng những đức không muốn biết gì. Những đức chỉ muốn biết ở đâu thế giới cực lạc. Muốn một đời này về cực lạc để biết thôi. Nên mong những người mà những đức chia sẻ, quý vị cũng có cái tâm này đi. Nó mỗi ngày sống thường ha ha á. Dù là bây giờ có bao nhiêu sự bất an gì, nên giữ cái tâm bình thường, niệm Phật. Nhớ niệm Phật lễ Phật, tâm thường an vui. Nhớ. Mình đi đến đây mình tu học, mình nghe nhân quả, mình học Phật pháp, xong mình về nhà mình áp dụng trong cuộc sống gia đình của mình. Làm chồng tròn trách nhiệm làm chồng, làm vợ tròn trách nhiệm làm vợ, làm con hiếu thảo với cha mẹ. Cứ sống như vậy rồi tu hành niệm Phật thôi, cứ bình thường sống hoài như vậy là quá đặc biệt. Nó còn ở chùa thì những đức lo nó ổn định đàng hoàng gì. Rồi mình sắp xếp được ngày chủ nhật mình đi đến mình cộng tu. Lâu lâu mình sắp xếp được mình đi đến đây mình đăng ký mình ở mình cộng tu. Sau này về già mình thấy gia đình mình lo đâu vào đó hết trơn, mình thích đi đến đây tu luôn, mình về đây mình tu. Sau này trăm tuổi già mình mắc trong ngôi tam bảo, vì là quá đặc biệt quý vị. Đó. Cả đời mình cứ vậy mình sống thôi, đơn giản bình dị. Nó không có nặng nề về vật chất cái gì. Mình mong làm giàu có gì quá chứ. Tại vì càng tu học rồi con người mình nó không có muốn gì mà giàu sang quá gì hết chứ. Cũng như những đức thấy rằng là con người chỉ cần đủ tiền xài, sống, trang trải thôi. Cứ quanh năm suốt tháng vậy là thấy cuộc đời hạnh phúc mà. Dư chi cắt giữ cho nó mất không mệt mỏi. Cái này là nói rất thật lòng á. Dư giả cắt giữ mệt mỏi phiền phức. Nên mỗi ngày những đức sống rất là vui là do gì? Miễn làm sao trong đây vài trăm người, bên kia vài trăm người, mà mỗi ngày có cơm ăn áo bọn, các cụ bình yên, các cụ niệm Phật. Cái gì lo cho các cụ được thì lo đàng hoàng. Thiếu bộ đồ thì mua bộ đồ, thiếu gạo thì mua gạo, thiếu thức ăn thì mua thức ăn. Cứ làm sao mà có tiền mà lo được vậy cho các cụ, cho đại chúng. Vậy là mình cảm thấy mừng rồi. Mà các cụ mỗi ngày bà bình yên, bà không cần lo nghĩ gì để mà bà sống bà niệm Phật, cho nên là những đức thấy mừng. Mừng là cho mấy bà già bà bình yên, vậy là mình sống là được rồi đó. Rồi Phật tử về chùa tu học cảm thấy bình yên, không cần lo nghĩ gì. Không có bà nào đi quyên góp đầu này đầu kia đem về đây chứ. Có nghĩa là đi về đây tu thôi chứ không có cần kêu mấy bà đi quyên góp chỗ này chỗ kia hay hỏi han đầu này đầu nọ cái gì chứ. Rồi đi đến đây cũng không có cần chúng ta phải mỗi người có con heo bỏ heo rồi này kia đồ. Mắc cười có cô Phật tử cô gặp những đứa cô nói một câu, nói thầy ơi, lúc trước con đến một ngôi chùa thầy, tự nhiên bị thầy này phát cho mỗi người con heo. Cái bỏ vào con heo, bỏ vào con heo xong rồi đó, ai mà bỏ heo mà khi mà tới ngày đập á, mà đập ra mà nhiều tiền thì người này được ghi tên đầu bảng. Nhưng đứa hỏi ghi đầu bảng gì hả? Ghi đầu bảng gì hả? Rồi ghi đầu bảng rồi cuối cùng tiền nó vào túi ai? Dạ vào túi thầy. Ghi đầu bảng tiền nó vào túi thầy. Quý vị thấy không? Nên á, rồi những đức hỏi bà, những đức nói vậy ở đó bao nhiêu năm, đi đến đó tu bao nhiêu năm, là cũng 3-4 năm. Những đức hỏi vậy thì cô cảm giác có sự an lạc gì hay không? Cô nói thì con cứ đi thôi chứ con cũng không biết Phật pháp là một cái lý do gì, rồi tu học để làm sao làm sao làm sao gì cả, rồi cứ thấy người ta làm vậy là làm theo vậy thôi thầy. Những đức nói mỗi người có một nhân duyên khác nhau, nó cũng bắt nguồn từ như vậy mà cô mới biết Phật pháp thôi, chúng ta mang tâm cảm ơn đi nha. Nên mỗi một nơi có một cái cách nghĩ và cách làm khác nhau. Phật pháp thì nó đa dạng phương tiện để giúp chúng sanh mà. Mỗi chỗ có cái giúp một chút quý vị. Thì từ nhân duyên vậy mà mình gặp được pháp môn tịnh độ thôi, giờ mình cố gắng niệm Phật. Nhưng quý vị thấy đi về chùa mình, quý vị thấy bình yên. Quý vị khỏi cần phải bận tâm.
không cần bận tâm chỗ đó, đúng không? Thí dụ như bây giờ những đức làm như vậy thì cũng được, nhưng nó làm cho quý vị rất là bận tâm, bởi vì có một cái sự tranh danh đoạt lợi. Tranh danh đoạt lợi là gì? Tranh danh là nó ai bỏ được nhiều tiền thì ghi bản đầu danh đó, thấy không? Rồi từ cái danh đó mà đưa quý vị lao theo, rồi những đức á, thì thụ lợi. Nên có tranh danh và có đoạt lợi, thấy không? Còn bây giờ về đây mình chỉ phiên nhau niệm Phật thôi, nên ai về đây giàu nghèo gì cũng về đây niệm Phật thôi. Đó, có nghĩa là chúng ta chỉ cần về đây chịu niệm Phật là thấy quý rồi. Chỉ cần chúng ta chịu niệm Phật là thấy quý rồi đó. Quý vị làm sao mà ở gia đình của mình mỗi ngày mình niệm Phật và sống được hạnh phúc, sống được tốt đẹp. Cả đời con người mình mà được như vậy là quý quá quý vị à. Cái giàu sang nhất của con người chúng ta đó là dù cho mình không có tiền của gì nhiều, nhưng mà mình sống trong cái cuộc đời này mình không có thiếu nợ. Dù là nợ nhà nước cũng đừng nên thiếu chi cho nó mệt. Thiếu tuy là thiếu trả tiền ít, nhưng mà mình cũng phải thiếu nợ, nó cũng phải bận tâm. Rồi mình cũng phải tính toán làm sao để mà tới ngày đóng lãi, đóng lời mình đóng, đúng không? Nhưng Đức thấy cái hạnh phúc lớn nhất là chúng ta làm việc nhỏ đi, nhưng mà chúng ta đừng có thiếu nợ. Chúng ta làm được nhiêu thì chúng ta có nhiêu, không thiếu nợ là những Đức thấy sung sướng nhất. Những Đức thấy gia đình những Đức ngày xưa dưới quê nghèo mà cũng thiếu nợ nữa, nên mằng lúa đem về bán lúa cái trả nợ hết trơn. Vừa thấy lúa đem về 100 mấy 200 dạ mừng, thấy lúa vì dùng dưới quê mà lúa đem về nhiều là mừng rồi. Nhưng mà mừng chưa được bao lâu, ngày mai lúa khô mới bán xong rồi mất tiêu hết trơn, đem tiền trả cho người ta mất tiêu hết trơn, rồi xong mới mượn nợ lại xài. Nhưng Đức thấy cứ mượn nợ hoài chán ghê luôn. Bây giờ những Đức tu hành, những Đức mới thấy ra rằng ô thì ra là con người hạnh phúc lớn nhất đó quý vị. Hạnh phúc lớn nhất của con người chúng ta sống là thà chúng ta làm việc nhỏ nhưng chúng ta đừng có thiếu nợ. Không thiếu nợ là hạnh phúc lớn nhất. Còn hơn là mình làm việc lớn mà mình thiếu nợ, mình lo hoài. Mình cứ lo hoài, mình làm còng lưng luôn mà mình cứ đem cái đồng tiền mà mình thạnh ra mình trả nợ hết trơn. Quanh năm suốt tháng mình trả hoài. Còn giờ nếu quý vị mà làm việc nhỏ mà quý vị không thiếu nợ đi, thạnh được nhiều bỏ cho tôi nhiều, thạnh nhiều bỏ cho tôi nhiều. Vậy đó mà năm hai năm sau vậy mà mình có dư. Còn hơn là mình làm việc lớn mà mình trả nợ hoài, cả đời mình cứ lo cái nợ. Mà có cái danh là giống như mình làm được việc lớn, mình có công ty xí nghiệp, đúng không? Tôi thà không có công ty xí nghiệp mà tôi không thiếu nợ. Tôi làm việc nhỏ bán hủ tiếu gõ cũng được nữa, nhưng mà không thiếu nợ sướng nhất à, hiểu không? Có nghĩa là mình muốn nghỉ lúc nào nghỉ. Như bữa đó những Đức gặp đôi vợ chồng, như Đức nói đừng có thiếu nợ. Thiếu nợ người ta đó, nếu có của cải bán trả đi, đừng có tiếc của, bán trả đi. Rồi xong á, buôn bán mỗi ngày nghỉ sớm, không cần nghỉ trễ. Tại vì không có thiếu nợ nên làm đủ sống lai rai thôi rồi nghỉ đi. Rồi á, buổi chiều nấu buổi cơm gia đình ăn. Thầy đôi vợ chồng nói vợ chồng con buôn bán á thầy, có khi á, ăn cơm vợ ăn thì chồng bán. Ít bao giờ mà vợ chồng con ngồi chung ăn cơm với nhau lắm. Cứ là ăn chay mà ăn không có ai nấu cho ăn hết trơn á. Rồi gia đình sao thấy nó không còn một gia đình nữa. Nhưng Đức nói bây giờ có của cải chút đỉnh, thiếu nợ chút đỉnh thì bán của cải trả nợ đi. Rồi xong thu xếp gọn lại bán nhỏ nhỏ thôi. Rồi buổi chiều nghỉ sớm một chút. Phân công chồng bán buổi chiều cho vợ nấu ăn. Rồi xong bắt đầu là chúng ta gọn lại chúng ta nghỉ. Nghỉ ngơi một chút bắt đầu là vợ chồng con cái ăn cơm. Nó có một gia đình hạnh phúc liền gì đâu. Còn hơn là buôn bán cái lao theo mãi đồng tiền mà chúng ta không có một gia đình. Có nhà nhưng mà cuối cùng cứ là làm suốt mà không có thời gian rảnh rỗi chứ. Nhưng Đức nói cái người mà làm vậy nó không có thạnh đâu. Cái bắt nguồn của con người là từ cái hạnh phúc rồi nó mới có của cải sự nghiệp. Nó mới tồn tại. Còn con người mà hạnh phúc nó không có, dù có sự nghiệp đi chăng nữa, càng có tiền của thì coi chừng gia đình này càng dễ tan nát. Đó nên những Đức phim quý vị sống đơn giản là đặc biệt nhất. Một con người biết tu càng sống đơn giản chừng nào càng đặc biệt chừng đấy. Nhưng mà sống đơn giản thì sống thọ. Người sống đơn giản là sống thọ. Người sống cầu kỳ là sống bệnh. Thật đó, sống đơn giản là sống thọ, sống cầu kỳ là sống bệnh. Đó. Quý vị thấy bây giờ phần nhiều con người ta là sống cầu kỳ không à, nên sống bệnh hoạn lắm.
Nội mà mình biết Phật Pháp, mình thấy rằng là cái hình thức chính bản thân mình thấy cũng khỏe nữa. Thí dụ như các cô vô đây, lúc trước các cô chưa biết Phật Pháp, các cô sống cầu kỳ. Từ cái trang điểm thấy nó cũng cầu kỳ, đi đâu thấy nó cũng cầu kỳ, thấy nó có đâu guốc, đâu dài gì, cao gót cũng muốn mua để cầu kỳ. Quý vị thấy bây giờ mình biết tu mình đơn giản không? Quý vị càng đơn giản thì quý vị không bị vật chất nó buộc ràng, sướng lắm. Mà khi mà mình mà càng sống đơn giản rồi, nó bắt đầu là nó giảm bớt, nó giảm bớt cái việc trang điểm bản thân mình là thấy khỏe rồi đó. Tại vì nó muốn đẹp mà nó rất là khổ, nó muốn đẹp một chút mà nó khổ cực kỳ luôn đó. Nên sống đơn giản đi, tập đi. Những đức thấy nếu mà các cô mà sống được đơn giản là các cô trẻ lâu lắm, chậm già mà dễ thương nữa chứ, đẹp nữa 100% luôn. Tại vì con người mình nếu mà sống được nhân sinh tự nhiên á thì đặc biệt lắm. Phần nhiều bây giờ cái gì cũng có quá chắc và nó có một cái sự tác hại lớn lắm. Nên mình mà càng sống đơn giản là sống thọ, ăn đơn giản cũng sống thọ đó. Bây giờ mà con người mình mà ăn càng cầu kỳ chừng nào thì càng bệnh nhiều chừng nấy. Sống đơn giản, sống bình dị, nội tâm mình an lạc, con người sống mỗi ngày vui vẻ, không có nặng nề với những chuyện mà gọi là tương lai gì quá, cứ sống mỗi ngày rất là đặc biệt an lạc. Nên chúng ta coi mấy công đoạn mà ở nước ngoài mà khi mà dịch bệnh đến mà người ta cầm tiền lên trên lầu cao, người ta giải tiền xuống, quý vị coi, ta giải tiền xuống đó, quý vị thấy rằng là nhìn từ góc độ đó mình cũng nhận thức được Phật Pháp, hiểu không? Nhìn từ những góc độ đó là mình nhận thức được Phật Pháp liền gì đó. Con người chúng ta cứ lao theo trần cảnh hoài mà có khi chúng ta quên đi cái bồi dưỡng cái mặt tâm linh của nội tâm. Những đức thấy rằng bồi dưỡng cái mặt tâm linh của nội tâm nó quan trọng vô cùng. Tại sao chúng ta không chịu bồi dưỡng cái mặt tâm linh của nội tâm? Nó có nghĩa là tất cả những việc mà chúng ta đang chi cầu đều là không quan trọng bằng về mặt tâm linh của nội tâm. Con người mà có thể bồi dưỡng được mặt tâm linh của nội tâm là con người này sống tuyệt vời lắm quý vị. Sống rất là đặc biệt. Mặt tâm linh nó càng linh tánh như nào thì trí tuệ con người càng sáng như nấy. Họ ít bao giờ bị những cái cảnh mà động của xã hội làm động tới họ lắm. Con người chúng ta mà bị cảnh động của xã hội làm mình động là do vì mặt tâm linh mình nó không có sáng. Chứ nếu như con người mình mà mặt tâm linh mà sáng suốt nha, quý vị không có bị cái cảnh thế gian động quý vị đâu. Tại vì cái nguyên lý của sanh già bệnh chết mình hiểu rồi. Cái nguyên lý này đã hiểu rồi thì cái định lực vô thường của một con người, ai cũng sẽ chết một lần. Sớm hay muộn cũng phải chết một lần. Sớm hay muộn gì cũng phải chết một lần. Nên những đức nói với các cụ già trong chùa mình á, các cụ trong thời điểm này, tuổi này mà các cụ chết đi là chúc mừng cho các cụ. Thật sự mà nói rất là chúc mừng cho các cụ, vì các cụ thọ mạng đến các cụ đi được lo đàng hoàng, hộ niệm đồ đàng hoàng. Trong cái số lượng của những đất nước trên thế giới, các cụ là người đại phước hơn hàng vạn 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 con người hiện tại đang chết. Vì sao chúng ta phải sợ cái chết, đúng không? Nó mà cái sợ cái chết đi làm gì? Vì cái chết đến là phải chết, chúng ta sợ làm chi? Liền được chỗ này là con người rất là bình tĩnh. Thì biết thường là con người mà sợ chết là con người gì? Bị vật chất buộc ràng, xem nặng về của cải danh lợi, đặt nặng về những vấn đề này là con người sợ chết. Con người mà không sợ chết là con người gì? Hiểu biết rồi. Đối với danh lợi là để sử dụng, chứ không phải là để chấp giữ. Cái tâm không chấp giữ là một cái tâm không sợ chết. Cái này là 100%. Liện được một con người mà tâm rất bình tĩnh, trong tất cả những cảnh duyên mà con người này bình tĩnh được, là một con người vô cùng là đặc biệt. Và cuộc sống quý vị thường là có nụ cười nhiều, có niềm vui nhiều. Và giống như con người mình nó có một cái nguồn năng lực gì rất là mãnh liệt, có một nguồn năng lực mạnh lắm quý vị. Đó, nên nhớ từ nơi đó đó mà mỗi một người chúng ta khi gặp Phật Pháp là quý lắm. Phật Pháp này nó có giải tỏ được tâm tư chúng ta nè. Cái câu vật hiệu này những đức niệm hơn 11 năm nay đó, những đức đã thấy được một cái cảm giác đặc biệt từ câu vật hiệu này đó. Tại vì nhiều người người ta tu là do vì người ta lao theo trần cảnh, người ta chạy đầu này chạy đầu kia, bữa nay tu môn này ngày mai tu môn nọ, nên người ta không nhìn nhận được sâu sắc từ câu vật hiệu này. Nếu như quý vị mà chân thật từ câu vật hiệu này mà niệm đó nghe, quý vị sẽ thấy ra một cái cảm giác niệm câu Phật hiệu này, cái lợi ích rất là lớn, lợi ích lớn vô cùng. Tại sao chúng ta phải bỏ cuộc? Nó nên chúng ta phải duy trì kiên nhẫn lâu dài để niệm câu Phật hiệu này. Nhất là trong cái cảnh ngộ càng có sự dao động chừng nào thì chúng ta càng phải niệm Phật chừng này. Nên những đức thường phi quý vị trong gia đình, thấy không, hai thời khóa công phu sáng tối cố gắng giữ,
hai tờ khóa công phu sáng tối này phải duy trì, phải kiên nhẫn duy trì hai tờ khóa công phu này, phải nhớ. Từ nơi đó thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ có được cái chỗ là bồi dưỡng được về mặt tâm linh. Tại vì hai tờ khóa công phu này quan trọng lắm đó. Thêm một cái nữa là gì? Chiếc máy bấm số niệm Phật. Chiếc máy bấm số niệm Phật này nè, hay lắm đó, rất là hay. Nên phải kiên nhẫn duy trì chỗ này. Nên tất cả những người mà nghe những đức mà nói chuyện được thì tức khắc quý vị như thế nào? Là một con người có cái sự tu mà có một phương hướng rất chuẩn xác. Nhiều người chúng ta thất bại trong cái cuộc đời này là do gì? Phương hướng chúng ta không nhắm được mục tiêu chuẩn của nó. Những đức ngoài đời cũng gì nữa. Cứ mong muốn làm giàu mà hết chụp đầu này tới chụp đầu kia. Mười mấy năm trên thành phố cuối cùng không được gì cả. May mắn na thai gặp được Phật Pháp, đi tu. Tự nhiên sao mình gặp Pháp môn niệm Phật này, tự nhiên cái mình nắm chắc luôn nha. Mà thấy mình chỉ có niệm Phật được thôi. Tự nhiên trong lòng nó có cảm giác là mình chỉ có niệm Phật được thôi. Thì duy trì luôn xuyên suốt gần 12 năm nay. Bây giờ mình thấy rằng cuộc đời của người mình sống có ý nghĩa là mình nuôi được các cụ già, lo được cho các cụ già, và mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp hai thờ đại chúng khắp nơi được nghe. Nhưng Đức thấy đây là một cái ý nghĩa vô cùng lớn, ý nghĩa rất là lớn quý vị. Nên những Đức thường nói với các anh em trong chùa, những Đức nói mỗi một anh em nên có một cái tâm nhận thức để chính bản thân mình đi tu nó cũng làm được một cái chuyện gì đó, nó có ý nghĩa quý vị. Nhất là lo cho các cụ già có ý nghĩa lắm. Hôm nay đạo tràng bên kia cũng có người mắc rồi. Mà ngộ lắm. Chùa mình trung bình một năm chờ các cụ bên đây mắc 10 người, bên kia mắc 10 người. Nhưng mà năm nay những đứa ở bên kia có khi nhận hộ niệm một số người bên ngoài. Người bên ngoài đưa vô là lụm. Bây hổm về hai người mắc bên kia là người bên ngoài đưa vô. Mà những đức thấy rằng là tu trễ quý vị. Mình hộ niệm cho một số người bên ngoài kết duyên chơi thôi. Vô những đức thấy toàn là bệnh mà thấy nó đơ 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 đơ. Cái chất lượng về thành công nó không cao. Cái người mà trong chùa mình hướng dẫn người ta tu, và Phật tử mà mình hướng dẫn người ta tu, nó có một cái sự chất lượng là mỗi ngày người ta nghe mình, ta niệm Phật rồi nó mới đặc biệt thành công. Còn cái kiểu mà không tu hành gì mà đơ đơ đem vô hộ niệm thì nằm chơi chơi vậy thôi, kết duyên chơi thôi quý vị. Mà cái công đức niệm Phật rất là phi thường. Thật sự mà nói, nó quá phi thường. Nó có như ông cụ, có hai người con đang ngồi đây nè. Ông cụ nằm 3 năm không mắc, đưa vô hộ niệm với ổng nhưng mà cuối cùng cũng ra đi đặc biệt. Nó cũng có một cái lợi ích gì đó. Nhưng mà như Đức nói bảo đảm quý vị là không bằng cái người mà mỗi ngày niệm Phật đâu quý vị. Nếu quý vị mà chú tâm mà niệm Phật là đặc biệt lắm. Chúng ta muốn nêu lên cái điều là mình gặp tịnh độ mình phải niệm Phật, mình phải tu. Tu nó bồi dưỡng mỗi ngày, giống như một cái cây mà mỗi ngày mình chăm xuyên suốt á. Nó cứ lai rai nó chăm hoài thì đến lúc nó ra hoa kết quả nó mới đặc biệt chứ. Bây giờ có khi nào ai trồng cái cây mà chúng ta để 5-10 năm mình mới tưới không? Vì sao nó đặc biệt bằng cái cây mỗi ngày mình chăm quý vị? Thấy không? Nên cái mặt tâm linh của chúng ta và tu hành cũng mỗi ngày phải bổ túc. Mỗi ngày phải chăm sóc nó suốt điều. Có nghĩa là cây mà tưới nhiều nước quá khi nó cũng chết nữa. Nó giống như tu cũng vậy nữa. Có khi những người mà tu mà gấp quá cũng thất bại rớt. Tu gấp quá cuối cùng ngán quá rớt luôn. Rồi tu mà cầu mau được thấy cái này thấy cái kia, hoặc là cảnh giới này cảnh giới nọ cũng rớt luôn. Nên những đức đưa lên tư tưởng rằng là tu cũng như tưới cây vậy đó. Tưới cây thì cái lượng nước, lượng phân chăm sóc nó cũng phải phù hợp. Chứ nó không được quá đáng, không được nhiều. Nhiều quá cái cây nó cũng chết nữa. Chứ không phải nhiều quá mà tốt, giống như mình cũng vậy. Ăn cái gì mà ăn nhiều quá cũng có cái việc trở ngại đến cơ thể đúng không? Chúng ta ăn cái gì nhiều là quý vị thấy khó tiêu hóa đúng không? Vậy thì tu cũng vậy, quý vị làm sao phù hợp, kết hợp làm sao mà tu cho nó vừa dặn tu. Thí dụ như bây giờ nhà Đức cho cụ mình ăn cháo thôi. Nhà Đức cũng có phương pháp ăn cháo không? Thời tiết đây nó nóng quá. Giờ nấu cháo cho ăn. Mấy cô đem mỗi người cái tô gì bớ một tô cháo đem ra ăn. Những Đức cũng bớ một tô cháo, những Đức ăn, những Đức nói. Khi ăn tô cháo, những Đức nói
thời tiết nóng quá cháo cũng nóng, nếu cháo này nguội lạnh thì ăn coi không ngon, cháo nóng quá nguyên một tô bự như vậy lâu nguội khó ăn, ăn một chút te lưỡi hết, nóng quá sức mồ hôi, ăn tô cháo này không còn cảm giác. Như vậy ăn như thế nào mà ăn cháo này được mà thấy ngon, bằng cách nào đây? Làm sao như Đức ăn bới một tô cháo, lấy thêm một cái chén nhỏ, những Đức múc dài muỗng trong chén, cứ dài muỗng trong chén thì cháo vừa nguội ăn vừa ấm ấm, vừa dễ ăn, vừa gấp thêm gỏi ăn chung, kết hợp ăn xong múc cháo, ăn xong múc cháo cũng ăn hết một tô mà ăn rất ngon mà còn thèm cháo. Thấy không? Thấy chưa? Cũng hết một tô cháo, nhưng mà lúc trước bớt một tô cháo mà ăn thì gán ăn cho hết, mà ăn xong gặp tô cháo sợ luôn, thì cũng y rang là một phương pháp tu. Niệm Phật cũng là niệm Phật, nếu không biết kết hợp để mà niệm, để mà tu, thì quý vị vô quý vị tu, quý vị chạy mắt dép à, tu một lần sợ chạy mắt dép luôn. Nhưng nếu biết kết hợp thì cũng là tới mục tiêu của nó, nhưng mà chúng ta từ tốn nhẹ nhàng đủ sức để mà mình đi. Có nghĩa là cả đời mình an lạc mà mình đi được cuộc đời này tu hành. Quý vị thấy không? Ăn uống chăm cây hay là bất cứ cuộc sống ở cái cõi đời này, chúng ta kết hợp dưới phương pháp tu cũng y ra. Làm sao mà nó đi vào cái mức trung đạo, chung, điều suốt vậy đó. Ai bỏ cuộc kệ thì mình cứ điều qua vậy đó. Nó, thí dụ như những Đức bây giờ mà nói chuyện Pháp Môn Tịnh Độ là một mình nói được rồi, là ngày nào cũng nói được một mình, vậy là điều được rồi. Vậy thì có người hay người nhiều hay người ít, chuyện này là chuyện bình thường, không có gì trở ngại hết trơn. Nó cứ điều suốt luôn như vậy, quý vị thấy đặc biệt không? Nên khi những Đức nói chuyện gì nè, ai đau chân quý vị cứ thẳng chân. Thí dụ như mình sắp một cái chánh điện cho người ta tu đi, cái người mà sắp chánh điện đi, người ta mà đi về chùa tu đi, gương mặt mình nhìn cái là mình biết mình nhớ mặt hết trơn vậy đó. Vậy thì sắp chánh điện sắp làm sao? Cái người ta mới đến chùa tu, một là người ta ngồi chưa quen, thì sao mình sắp cho người ta ngồi, đừng có ngồi trước mặt ông thầy quá. Vì sao? Một là chưa quen, thấy không? Hai là mình phải điều tiết làm sao mình sắp xếp cho người ta cho nó rất phù hợp. Nó, thí dụ như còn cái những người người ta mới đi đến chùa thì bận đồ đời hay bận đồ lam gì cũng mới vô chùa tu được, không có gì trở ngại. Nhưng mà hoàn toàn người ta bận đồ lam người ta tu không, thì người nào bận đồ đời mình cho người ta xích qua một phía khác để toàn bộ đồ lam không, hiểu không? Nghĩa là người ta sắp chánh điện người ta phải biết gì đó. Trời, nghĩa là một cái tổ chức nó không đơn giản đâu quý vị. Có nghĩa là cái cặp mắt con người mình, tại ông trời ông sanh cho mình cái cặp mắt, cặp mắt con người mình nó phải rất là nhạy, nó phải nhạy bén cặp mắt của mình. Nó có nghĩa là trong mỗi cái góc độ nào mình chỉ cần nhìn sơ qua là mình thấy hết trơn. Nghĩa là người ta đi về chùa mỗi tuần mà mình biết mặt hết trơn, nhận Đức không có qua lại nói chuyện với quý vị biết chứ, quý vị gương mặt quen nhận Đức nhớ hết trơn, nhìn cái là biết gương mặt quen ở đâu, đến mỗi tuần rồi cách 3-4 tuần mới đến, nhận Đức nhớ hết trơn. Không ai mà những đứa cũng nhớ, nên người lạ mới đến một hai lần những đứa cũng biết nữa. Nó có nghĩa là con người mình nó phải có một cái khả năng nhạy bén như vậy đó. Quý vị nghĩ đi, chùa hai bên hơn 600 người, những đứa lo mà không gần gũi ai xin một cách nào hết trơn. Quý vị nghĩ không đơn giản đó. Người ta ngoài đời người ta kinh doanh, người ta đối tác, người ta phải đi dè dặt, người ta tìm kiếm. Còn những đứa ngồi có một chỗ thôi, hơn 600 người, tất cả Phật tử khắp nơi nơi mà ngồi ở đây, quý vị có bao giờ từng thấy những Đức đi đến nhà quý vị chưa không? Và bây giờ quý vị có từng thấy những Đức ngồi với quý vị mà những Đức nói những Đức thiếu cái gì không? Từ khi biết những Đức tới bây giờ 7-8 năm nay hay 10 năm nay, quý vị chưa từng bao giờ thấy những Đức có một lần nào như vậy luôn. Một lần cũng chưa có nữa. Chưa từng có một lần đi đến nhà quý vị chơi nữa. Thí dụ như một số phái đoàn như nhà chị Mai rồi những Đức này, biết chị Mai gần 7 năm nay, những Đức có bao giờ biết nhà chị Mai ở đâu đâu. Mà những Đức cũng chưa từng hỏi địa chỉ nhà chị Mai ở đâu. Một số mấy chị như chị Thư rồi như Đức có biết đâu, biết bao nhiêu năm nay luôn đó, cô Thu rồi bao nhiêu người biết tên đó, nhưng mà chưa bao giờ biết nhà ở đâu. Biết nhà chi ạ? Biết thế giới cực lạc thôi chứ biết nhà người ta làm chi. Đó, mình hướng dẫn người ta thì người ta quý, mà biết chồng người ta có quý mình không? Mình đi đến nhà người ta đây, biết đâu người ta cố gắng ta tiếp mình mà chồng người ta không vui, mặt lớn mặt nhỏ đi tới đi lui phiền phức. Có một lần nó có một lần mà không phải cái Phật tử này, là mình hướng dẫn
Ngày xưa như Đức trên Đà Lạt có một lần, cái vị này hướng dẫn, có một cô này quý thầy vô cùng, cực kỳ là quý thầy luôn, một vị Phật tử gọi là trung thành, tới bây giờ vẫn còn. Nhà cô rất là giàu ở trên thành phố, giàu lắm luôn đó. Có nghĩa là vị thầy này làm cái gì cô này có thể đài thọ hết luôn đó, khả năng cô giàu cực kỳ luôn đó. Nhưng mà lạ thay là chồng cô không thích ông thầy này, chồng cô cực kỳ là không thích ông thầy này luôn. Có một lần mình được vị chủ trì chỉ đi cái công việc, đi công việc có một lần đó đó, là xong đi lên trên đó ghé vô nhà thì bắt đầu là tất cả quý thầy đều đi chung nhau đi đến nhà. Cổ nói trời ơi, quý thầy đến, quý chú đến, chúng con mừng vô cùng mừng, nhưng mà bữa nay có chồng con ở nhà, chồng con không có thích, không có thích quý thầy, nên quý thầy đến nhà thôi, quý thầy chịu khó ngồi dưới xe, ngồi ở dưới đây giùm con đi chứ lên nhà con, chồng con không thích, ông nói này nói kia đây, nó kỳ cục dữ lắm. Nó một lần đó mà cách nay là gần 7 năm chờ mà Như Đức nhớ suốt cuộc đời. Như Đức nói trời hướng dẫn người ta mà vậy, hướng dẫn người ta cho người ta tu luôn chứ đi tới lui với người ta chỉ cho nó mệt. Thật sự mà nói, Như Đức cũng rất là mong quý vị nghe Phật pháp nó phải đồng vợ đồng chồng. Còn nếu nó không đồng vợ đồng chồng thì mình lo mình tu cho tốt, mình lo mình niệm Phật cho tốt, chứ đừng có nhắc nhở tới ông thầy đang chi cho nó mệt. Tại vì cỡ nào đi chăng nữa chồng vẫn là trên hơn ông thầy. Chứ những đức nói không lẽ chồng quý vị thua ông thầy, tại vì quý vị lấy chồng mà, chứ đâu phải quý vị lấy ông thầy, đúng không? Đã lấy chồng thì theo chồng chứ, mình chỉ nghe ông thầy để áp dụng trong cuộc sống, chứ không thể nào mà giấu che chồng để đến với thầy làm gì. Chúng ta chỉ là tu hành thôi, hiểu không? Vậy thì nó rất là đặc biệt, nên những đức á, không bao giờ đi đến nhà một Phật tử nào hết trơn. Là cái lý do là gì? Mình sợ nó phiền phức, là trong gia đình người ta cũng có những người thích mình, những người không thích mình. Thôi mình mang cái mặt đi đến đó làm gì cho nó mệt, mình ở chùa vẫn là ngon. Người ta tự đi đến đây là đặc biệt nhất quý vị. Nó đúng rõ ràng cái câu ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Ngon lành luôn á. Ở nơi được bao nhiêu năm nay không có đi đâu hết chứ, khỏe re. Nên từ nơi đó những đứa cũng thường hướng dẫn quý thầy mình, nhớ cái hướng dẫn ta thôi. Người ta đi đến chùa mình đủ duyên gặp nói chuyện vài câu chơi, đừng có đi đến nhà người ta thăm người ta, nghe không? Nó những đức nói thấy rồi, người xuất gia mình ở trong chùa là có giá lắm, thấy rõ ràng luôn, tại vì người ta biết đạo, người ta tìm đến nên có giá. Nhưng mà mình đi ra ngoài đời người ta không có biết người xuất gia mình là có giá đâu, tại vì người ta đâu có tiếp nhận Phật pháp đâu có giá. Nên mình đi ra ngoài người ta nhìn thấy mình giống xui xẻo vậy đó. Nên ở trong phim nó bị coi, người ta thường gặp thầy chùa kêu thầy chùa thúi, thấy không? Nó đã là cái thứ thúi rồi, đi ra ngoài làm gì? Ở trong chùa nó thơm, nên ở trong chùa là ngon hơn. Trời, có những cái gì đó mà tôi nhìn nhận được, vì tôi đi tu 12 năm nay tôi ở trong chùa suốt luôn á trời. Tôi không đi đến nhà ai luôn, không đi đi đâu luôn, tại tôi thấy đúng là thầy chùa trong chùa có giá. Thì đã nói là thầy chùa, thầy của cái chùa thì ở trong chùa nó vẫn có giá hơn đi ra ngoài. Nếu đi ra ngoài là thầy đờ thầy đờ nó bằng thầy chùa nên thôi chúng tôi muốn thầy chùa nên ở trong chùa, thấy không? Nên quanh năm suốt tháng quý vị đi đến đây lúc nào cũng gặp Như Đức, đúng không? Lúc nào quý vị mà đi đến đây mà không gặp Như Đức là Như Đức chết rồi đó thấy không? Bao nhiêu năm nay phải là rõ ràng là không từng nào mà không có mặt, không? Không có từng nào mà Như Đức không có mặt hết trơn á. Đến gặp mặt chứ mà thấy cái mặt dày luôn á. Thấy rõ ràng không? Nghĩa là đến đây là gặp mặt, đến đây là gặp mặt à, đi vòng vòng là gặp mặt à. Nghe thấy không? Rõ ràng luôn á, cái này là 100% luôn á. Thì Như Đức hướng dẫn quý vị niệm Phật mà Như Đức ở nơi mà Như Đức hướng dẫn mà Như Đức niệm Phật nữa. Quý vị tin không tin thì thôi, chứ Như Đức thấy rằng là đặc biệt vô cùng. Nội mà cái chuyện mà vô cùng thù thắng là chùa mình hơn 600 người mà cuộc sống ổn định, bình yên, ai cũng vui. Việc này là việc rất đặc biệt rồi, khỏi cần nhìn nhận sâu sắc xa vời chi. Nhà mình có 2-3 người mà lo muốn chết, có khi Tết mà không có tiền sợ, đúng không? Còn ở đây mà những đức mà nói mà quý vị biết rằng có khi dịch bệnh ở bên ngoài, ta nói ta làm ăn không được, kinh tế thiếu thốn này kia, những đức mạnh dạn nói một câu:
Thí dụ như quý vị ở ngoài không buôn bán được, không đi làm được gì chứ, đúng không? Quý vị vô đây, vô đây niệm Phật mấy tháng cũng nuôi được luôn á. Vô đây niệm Phật cho tôi, đúng không? Nó, nếu ông chồng chịu đi thì dẫn theo luôn, nó, con chịu đi dẫn theo luôn, vô đây hết niệm Phật. Mạnh dạn nói một câu luôn đó. Còn nếu như mà đến lúc mà cực điểm luôn mà người ta không đồng ý, người ta đứng ngoài trước nha, thì thôi tôi bó tay. Tại vì sao người ta đứng ngoài trước? Mình là công dân mà, đúng không? Dù cỡ nào đi chăng nữa, người ta vẫn là người ta là người là chỉ đạo mình, mình phải làm cho đúng. Còn nếu như mà bình thường gì nghe, là quý vị mà buôn bán không được hay là đang rảnh rỗi vậy đó, cứ vô đây niệm Phật, rồi cơm nước tôi lo hết, rồi lên tu bốn thờ phi luôn, không tính tiền đâu, đừng có lo. Thấy không? Không cần tốn một cắc bạc nào, chỉ cần chạy xe đến đây thôi. Nó mỗi ngày lo hết luôn, gạo lúa đồ đầy đủ, khỏi cần lo. Rồi mỗi ngày có đồ ăn tới uống, nhưng mà đến đây tu những đứa còn nấu ăn đặc biệt ngon cho ăn nữa, thương lắm. Nấu đồ ăn ngon làm cho ăn đặc biệt luôn. Nó còn lâu lâu mua nước ngọt rồi cho uống nữa, đặc biệt lắm, thấy không? Nên từ nơi đó đó, cái này là rượu thiệt á. Tại vì sao? Vì cái công đức niệm Phật những đứa cảm giác tuyệt lắm. Cái công đức niệm Phật lớn lắm. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Vì đi về đây mà cúng dường bằng câu Phật hiệu hay lắm. Vừa quý vị có phước mà chùa này cũng có phước. Nên cái cảm giác trong chùa chúng ta, những đức phi các cụ trong chùa mình, không có một chút gì lo âu bận tâm hết. Vì sao? Vì con người khi bận tâm lo âu là cái bệnh nó sẽ tìm đến với mình và cùng tần số. Nhớ, con người mỗi ngày niệm Phật và vui vẻ không buồn dặn người để trong tâm, thì cái tần số của chúng ta nó không có phù hợp với Covid. Nhớ nghe. Còn quý vị mỗi ngày lo âu buồn phiền, giận hờn câu có khó chịu, đây là tần số phù hợp với Covid đấy. Nó, mỗi một câu Phật hiệu niệm lên là có ánh sáng, con người này quan hỷ, ánh sáng quang minh, trí tuệ này phát lên, thì Covid nó làm sao phù hợp với quý vị? Có nghĩa là con Covid nó thấy quý vị, tự nhiên nó cảm giác rằng con người này có một cái sự an lạc gì, một cái sự từ bi gì tỏa sáng ra, mà chính họ cũng hưởng được cái sự an lạc bình an đó nữa. Tại vì trong tâm quý vị, cả con Covid quý vị cũng không muốn diệt nó luôn, vậy thì làm sao nó đến với quý vị? Hả? Đúng không? Từ nơi đó cái tâm từ nó quá giải nghiệp chướng mà. Mà câu Phật hiệu này khi niệm lên là nó quá giải nghiệp chướng á. Mà nó quá giải nghiệp chướng là từ cái tâm quý vị, mà tất cả những con người xung quanh đang sống chung quý vị rất là hài hòa và vui vẻ. Đừng có nói chúng ta hài hòa với tất cả con người thiện không, mà cả con người bất thiện chúng ta cũng không muốn cảm thấy bực bội khó chịu hòn chi để đem vào tâm mình nữa. Vậy thì quý vị biết được quý vị là người như thế nào đó, gọi là người gì? Tiêu trừ nghiệp chướng. Chứ sao? Người như vậy là người tiêu trừ nghiệp chướng á. Nó đối với thiện cũng thương không dính mắc, đối với ác cũng thương, cũng không bao giờ bực bội ghét họ và tránh xa, tùy duyên. Vậy thì quý vị là người đặc biệt sống và đặc biệt vui vẻ. Thí dụ như trong chùa mình đi, 300 mấy chục người hiện tại đang ở đây, cũng có những người dễ thương mà cũng có những người thấy ghét chứ. Mà cũng phải sống bình thường nhau thôi. Mỗi ngày cũng sống bình thường, có trở ngại gì đâu. Chứ đâu phải là 300 mấy chục người, người nào cũng dễ thương đâu. Cũng có nhiều bà thấy ghét lắm á. Nhưng mà thấy ghét cũng sống mà. Dạ vì tôi đi bực bội bằng chi cho tôi buồn. Tôi bực bội bà tôi ăn không ngon ngủ không yên cũng vậy à, đúng không? Quý vị nhớ nghe, bực bội người để cho mình ăn không ngon ngủ không yên là tổn hại mình. Đừng có làm cái chuyện lỗ vốn này. Biết tu rồi đừng có làm cái chuyện lỗ vốn này, nghe chưa? Làm cái chuyện lỗ vốn mà mình làm cho mình nặng nề, đây là lỗ vốn nặng nề đó. Có khi mình là phàm phu cũng có khi tức tối cái gì, nhưng tức tối rồi chút xíu chúng ta suy nghĩ liền, thôi buông xuống, không có để trong tâm lâu. Chắc độc này mà để lâu, thầy ổng nói nó phát tán ra khó chị lắm, hiểu không? Đó, nên con người như vậy nó tuyệt lắm quý vị à. Nó, thí dụ như hôm nay đi, chùa chúng ta mà có được nhiều người đây cũng không đơn giản quý vị. Cái vàng này là chắc cái vàng giảng sanh cực lạc quá đó. Có nhiều cô trưởng đoàn nói con đi cũng khó lắm,
Có khi bận bộ đồ đời đi gần tới chùa thầy kiếm kiếm chỗ thay đồ khác. Đi cũng căng lắm. Thầy Nhân Đức nói bình thường có gì đâu, cô cứ bận riết bận củng gì đi, rồi cô đến đây cô tu. Cô tự cô đi đám cưới đám gì đó thì cô gán ở đây cô tu thôi, miễn sao tiện cô thôi. Phật chứng cái tâm mình chứ đâu phải nói đồ đạc đồ lam hay là đồ riếp ngắn riếp dài gì đâu. Thời điểm nào khó khăn thì tính theo khó khăn, hiểu không? Phật không cảm. Còn lúc nào tiện bề thì bận đồ lam, còn lúc nào khó khăn thì bận đồ tây, rồi đồ gì đó thì bận được thì bận. Nó có gì đâu khó, hiểu không? Miễn sao mà mình tu hành được mà khỏi làm phiền ai thôi, hiểu không quý vị? Nhớ này, làm sao mà đừng có làm phiền người khác. Mình học Phật pháp đừng có làm phiền người khác thôi. Nó tiện lợi nè. Hòa thượng ngài nói, Nhân Đức ngài nói á, chiều thứ bảy và ngày chủ nhật á duy trì được thì tốt. Còn á, chương trình người khiếm thị á thì ví dụ như bây giờ không tổ chức được thì mai mốt tổ chức thôi. Tại vì chương trình đó lâu lâu làm. Còn lễ lọc á thì đông đúc quá thôi. Ai đến thì cũng niệm Phật bình thường, chúng ta không có nói tổ chức cái đó. Nhưng mà Hòa Thượng rất là chú tâm lớp đạo làm con. Đây là Hòa Thượng nói rất là chú tâm lớp đạo làm con, dạy trẻ em, hướng dẫn gia đình người ta hạnh phúc tốt. Và ngày chủ nhật cộng tu để làm chi? Mỗi người niệm Phật nghe đạo để mà cái tâm thiện phát lên, để mà cầu nguyện cho kiếp nạn toàn thế giới quá dạy. Nó Hòa Thượng nghe nói vậy đó quý vị. Nó, mình cũng cố gắng mình duy trì, mình hướng dẫn người ta niệm Phật. Hàng Phật tử đi về đây tự nhiên mỗi một người cái tâm thiện người ta phát lên, người ta ngồi ở đây cái từ trường thì thấy nó bình yên vô cùng không? Nó quá bình yên luôn. Nó, nhưng mà cái cuộc đời này quý vị biết rằng là nó có nhiều cái tác động vì cái sự bất an lắm. Nên chúng ta cần phải giữ được mình an tâm á. Nó quan trọng là giữ được mình hay không nè. Nhưng mà bước ra bên ngoài đi đâu mình phải bịt khẩu trang cho nó đàng hoàng. Tại vì theo quy định của nhà nước đưa ra mình phải làm cho đúng đắn chứ. Thí dụ như chùa mình ở ngoài trước á, Nhân Đức á, để cái bàn, rồi một cái bịch khẩu trang đó không, rồi nước cam lộ rửa tay thấy không, rồi mua thêm cái máy á, ai đi đến đứng xịt xịt vô cái chén vài cái thấy không, làm cho nó đúng bài bản quý vị, làm cho nó đúng bài bản. Cái đó là một cái người công dân mà chấp hành theo quy định của nhà nước đưa ra. Mình làm cho đúng đắn chứ. Còn bây giờ mình ngồi đây mình niệm Phật là mình cầu nguyện cho cái kiếp nạn nhân sinh được quá giải. À, hôm nay chúng ta học đến đây, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.